Living closer to the sun doesn't mean there's always enough light. Doosan Power Generation Technology is filling the darkness with rays of hope. Building your tomorrow today. Doosan. Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin Doosan Vina. Sau đây là nội dung chi tiết. Trong một năm kể từ ngày ký kết biên bản ghi nhớ trao tặng thiết bị khử nước mặn thành nước ngọt cho người dân tại đảo An Bình, lễ khánh thành và trao tặng nhà máy khử mặn đã được tổ chức long trọng tại xã đảo An Bình, Lý Sơn vào ngày 31 tháng 8 năm 2012. Tham dự lễ khánh thành và bàn giao gói viện trợ trị giá gần 20 tỷ đồng và đầy ý nghĩa này diễn ra dưới sự chứng kiến của nhiều nhà lãnh đạo cấp cao nước Việt Nam, tỉnh Quảng Ngãi, đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam, Doosan Vina, tổ chức hợp tác quốc tế COICA, đông đảo người dân xã đảo An Bình, Lý Sơn cùng giới truyền thông trong và ngoài nước. Phát biểu tại buổi lễ khánh thành, ông Nguyễn Hòa Bình, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Việt Nam đã đánh giá cao những đóng góp của Doosan và Doosan Vina cho nền công nghiệp nặng cũng như nền kinh tế Việt Nam. Đặc biệt, với gói viện trợ không hoàn lại này đã chứng minh một cách thuyết phục triết lý kinh doanh gắn liền với thực hiện thi trách nhiệm xã hội của Doosan và Doosan Vina. Đặc biệt, với gói viện trợ không hoàn lại này đã chứng minh một cách thuyết phục triết lý kinh doanh gắn liền với việc thực thi trách nhiệm xã hội của Doosan và Doosan Vina. Ông tin rằng với dự án tài trợ này, nền kinh tế cũng như đời sống người dân trên đảo An Bình sẽ ổn định và phát triển trong thời gian tới. Đại diện Doosan và Doosan Vina, ông Hang Ha Ryu, tổng giám đốc Doosan Vina, sơ lược lại tình hình dự án từ khâu khảo sát đến xây dựng, lắp đặt và đưa vào sử dụng. Nhà máy khử mặn với rất nhiều khó khăn do địa bàn và giao thông cách biệt. Tuy nhiên, với tình yêu thương của mình, Doosan và Doosan Vina đã quyết tâm thực hiện dự án và hoàn thành thành công dự án để có buổi lễ hôm nay. Ông Đặng Hoàng Kinh, 45 tuổi, đại diện cho người dân đảo An Bình, gửi lời chân thành cảm ơn đến Doosan và Doosan Vina. Lễ khánh thành và bàn giao ngay tại thời điểm An Bình đang xảy ra hạn hán kỷ lục và khắc nhất trong lịch sử này, càng tăng thêm giá trị và tính nhân văn sâu sắc. Nó uống nó sạch và trong hơn nước giếng. Và nó làm cho nhân dân tâm thấy cảm thấy mốt hơn nước giếng. Cấp trên quan tâm thì coi như nhân dân bây giờ nó đúng sớm đúng thằng nô cái đấy mà coi như như hơn lời hầu đến giờ là khổ lắm, bao giờ mới sớm được dạy hết chứ. Đảo An Bình là một xã đảo thuộc huyện Lý Sơn, nằm cách thành phố Quảng Ngãi 30 km đường biển. Bao đời nay, người dân trên đảo phải sống dựa vào nguồn nước mưa hoặc mua từ nơi khác. Mùa khô năm nay kéo dài làm nguồn nước sinh hoạt trở nên cạn kiệt. Bà con nơi đây ngày vật lộn với cân khát và bóp chát chi tiêu để mua nước với chi phí 200.000 trên khối, cao gấp 30 lần so với nơi khác. Lễ ký kết biên bản ghi nhớ được ký kết giữa Doosan và chính quyền tỉnh Quảng Ngãi diễn ra vào ngày 30 tháng 8 năm 2011 với nội dung Doosan sẽ tài trợ xây dựng nhà máy khử mặn gồm hai thiết bị công suất 200 mét khối trên ngày và hai máy phát điện công suất 250 kWh. Ngoài mục đích cung cấp điện chính cho việc vận hành hai thiết bị lọc nước và nguồn điện dư thừa từ hai mắt phát điện này cũng đủ cung ứng cho nhu cầu sinh hoạt cho người dân trên đảo. Vài tháng sau đó, lễ khởi công xây dựng nhà máy đã diễn ra vào ngày 4 tháng 5 năm 2012 và chỉ trong vòng 4 tháng xây dựng khẩn trương, nhà máy khử mặn đã hoàn thành từ nhà xưởng đến việc vận chuyển, lắp đặt, đầu nối thiết bị và xây dựng hệ thống ống dẫn đến từng hộ gia đình. Nước rất là tốt, có thể đóng chai bán được. What do you think this means to Quảng Ngãi? Dân Quảng Ngãi khi đón nhận chờ đợi cái công trình này từ lâu rồi và hôm nay có thể nói là một ngày hạnh phúc của dân đảo, người ta có được cái nguồn nước này và tôi cho là đây sẽ là một cái mốc quan trọng biến đổi cái cuộc sống của người dân ở đây. Uri Doosan이 이곳에 아로 설비를 공급함으로써 이 섬 주민의 수건 산업을 실현 해결한 것입니다. 이 섬은 대대로 물이 없어 고통을 받는 섬이고 물이라고는 오직 빗물밖에 없는 섬입니다. 우리가 담수설비를 기증함으로써 이 섬의 주민들의 생활이 이제는 확실히 달라질 것입니다. 무엇보다 중요한 것은 우리가 베트남 정부와의 한 약속을 지킨 것입니다. 그래서 앞으로 베트남 정부와의 우리의 관계가 더욱더 원활할 것으로 기대되고 이러한 것이 우리 회사의 베트남 영업 활동에도
큰 역할을 할 것으로 믿습니다. Hai thiết bị khử mặn do Doosan và Doosan Vina tài trợ hoạt động trên nguyên tắc lấy nguồn nước biển sẵn có, ngưng tụ để cho ra nguồn nước ngọt dùng trong sinh hoạt hàng ngày. Và để đảm bảo việc vận hành nhà máy an toàn và đạt hiệu quả, Doosan Vina sẽ cử đội ngũ nhân lực của mình đến để đào tạo kỹ thuật cho cán bộ phụ trách nơi đây trong vòng một năm. It's like sweet, I feel. It's better than that of the drinking water we buy from market. Okay. Nhằm nâng cao kiến thức về kỹ thuật hàng và các phương pháp kiểm tra được áp dụng trong công ty cho đội ngũ kỹ sư, bộ phận HRD vừa tổ chức lớp học khuyết tật hàng và kiểm tra không phá hủy được tổ chức 2 ngày 29 và 30 tháng 8 năm 2012. Lớp học khuyết tật hàng và kiểm tra không phá hủy năm 2012 đã được bộ phận HRD tổ chức trong 2 ngày 29 và 30 tháng 8 năm 2012 nhằm giúp kỹ sư hiểu rõ hơn về kỹ thuật hàng và phương pháp kiểm tra không phá hủy đang được áp dụng trong công ty hiện nay. Lớp học gồm 40 kỹ sư đang làm việc trong lĩnh vực thiết kế, kỹ thuật, sản xuất, quản lý chất lượng, kiểm tra không phá hủy và các kỹ sư là giám sát về lĩnh vực hàng tại Nam Dưỡng trong toàn công ty. Mục đích của lớp học là để nâng cao kiến thức trong lĩnh vực hàng như xác định các lỗi khuyết tật khi hàng, phân loại, tìm ra nguyên nhân, biện pháp ngăn ngừa và cải tiến quy trình kỹ thuật hàng, đồng thời ứng dụng các tiêu chuẩn quốc tế trong sản xuất và kiểm tra, cũng như nắm bắt được các phương pháp kiểm tra không phá hủy phổ biến đang được ứng dụng tại Doosan Vina như kiểm tra bằng mắt, kiểm tra hạt từ, kiểm tra thẩm tháo, kiểm tra siêu âm và kiểm tra phóng xạ. Lớp học cho các chuyên gia và giảng viên lĩnh vực hàng đạt chứng chỉ NDT cấp độ 3 đảm nhiệm. Dự kiến khóa học sẽ tiếp tục 2 ngày, ngày 5 và 6 tháng 9 tới. Chào mừng ngày Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2 tháng 9, Liên chi đoàn thanh niên các cơ quan và doanh nghiệp trên địa bàn khu kinh tế Dung Quốc vừa tổ chức đêm biểu diễn văn nghệ, đồng thời quyên góp từ thiện cho trẻ em nghèo hiếu học trên địa bàn ngày 30 tháng 8 năm 2012. Tối ngày 30 tháng 8 năm 2012, tại sân chi cục hải quan Dung Quốc đã diễn ra chương trình văn nghệ chào mừng 67 năm ngày Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2 tháng 9. Liên chi đoàn thanh niên các cơ quan và doanh nghiệp thuộc kinh tế Dung Quốc đã tổ chức đêm văn nghệ giao lưu sôi nổi với nhiều tiết mục ca hát nhạc đến từ 8 đơn vị tiêu biểu. Đây là chương trình giao lưu biểu diễn văn nghệ và quyên góp từ thiện, quỹ ủng hộ cho học sinh nghèo hiếu học tại các xã Bình Thuận, Bình Trị, Bình Đông nhằm giúp các em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống và tiếp tục ước mơ đàn sách của mình. Tham gia đêm diễn cùng đoàn thanh niên Doosan Vina, nhà máy lọc dầu Dung Quốc, nhà máy Ethanol, PTSC, xã Đoàn Bình Thuận, Hải quan Dung Quốc, đồn biên phòng Dung Quốc và cảng Gimedep. Câu lạc bộ âm nhạc đại diện đoàn thanh niên công ty tham dự hai tiết mục hát bài ca Cô gái Sài Gòn đi tải đạn và bài Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây. Các tiết mục tham dự lần này đều được đầu tư tập luyện công phu và bài bản cả về cách trình diễn lẫn trang phục, đem lại cho người nghe những cảm xúc lắng về một thời kháng chiến cũng như hình ảnh đẹp đẽ của quê hương Việt Nam. Chương trình giao lưu văn nghệ này cũng là dịp để mọi người giao lưu, tìm hiểu và làm quen lẫn nhau, đồng thời tạo nên tinh thần đoàn kết, hữu nghị giữa các cơ quan, đoàn thể trên địa bàn khu kinh tế Dung Quốc. Sau đây mời các bạn cùng xem một vài video clip về cảnh báo và giáo dục an toàn trong lao động và sinh hoạt. Whether work takes you to the darkest job sites or you need added safety for your business or special event, Doosan Portable Power Light Towers illuminate the way. With built-in durability, our towers stand up to harsh elements and intense lighting demands while meeting strict EPA Tier 4 standards. Galvanized steel exteriors protect against rust and corrosives, and our heavy-duty axles transport towers with ease. Our light towers offer simple setup and operation. Let's take a closer look. Before you begin setup, make sure you have at least 40 feet overhead clearance from the ground up. Lower the front and back jacks. Next, pull the side outrigger locking pin and fully extend the outrigger. Replace the pin and turn the handle to lower the jacks. Repeat these steps on the other side. Use the built-in level indicator to adjust the outriggers and jacks until the bubble is directly centered. Once you deploy the outriggers and the unit is level, the tower will withstand winds up to 65 miles per hour. Here's how the tower should look when properly set up.
The tower includes four fixtures. Each has a 1,000-watt metal halide lamp that can easily be adjusted for your specific lighting application. While the mast is locked in the horizontal position, adjust fixtures from 0 to 90 degrees. Maximum light distribution is achieved with the mast fully extended to 30 feet and the fixtures 30 degrees down from parallel to the mast. Once the fixtures are adjusted, you can raise the mast. Our patented locking system prevents the mast from telescoping during travel. To unlock the mast, remove the pins from the tower rest and pivot area. Turn the winch on the drawbar to raise the mast vertically and replace the pin. Using the upper winch, raise the tower to the desired height. Be sure you do not pass the upright mark. Loosen the mast screw and rotate the mast to the desired direction. When finished, tighten the screw to lock the mast into place. Doosan light towers combine high output with user-friendly operation. Turn the key to the left and hold for 5 seconds to allow the system to preheat. Then turn the key to the right to start the engine. Run 3 to 5 minutes before using the lights. Turn on the main circuit in each light switch, one at a time. Once activated, the system will provide 52 hours of runtime. After use, lower the mast, restore it to the horizontal position, and lock into place. From the airport to the oil fields, to major sporting events, trust Doosan Portable Power for the brightest ideas. Bản tin Doosan Vina đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin sau. Thân ái chào tạm biệt. Living on the water doesn't mean you always have enough to drink. Doosan desalination technology is turning seawater into water for life. Building your tomorrow today. Doosan.